gọn mặt xóa nhăn tức thì, càng ngày càng trẻ. Loạt khách hàng lần thứ mát đã chứng minh đầu ngực lão hóa là có thật. Sử dụng sóng tần số kết hợp đầu tiết chuyên sâu tác động vào vùng hạ bì của da, thơm mát nâng cơ mặt, xóa nếp nhăn, xóa nộm cằm cho gương mặt trẻ hơn tức thì. Đây cũng chính là công nghệ trẻ hóa da được nhiều ngôi sao sử dụng. Khi Trinh làm thơm mát xong á, thì Trinh đã thấy sự khác biệt hoàn toàn luôn. Ngọng ở tràm không có còn nữa, rồi da của Trinh nó căng và nó mịn hơn nữa. Sau khi làm thơm mát, làn da của Trinh được cải thiện rất là nhiều, giảm hẳn rất nhanh, da căng trông mình cũng còn trẻ hơn là 4-5 năm về trước. Không chỉ người nổi tiếng mà thơm mát còn phổ biến đến cả giới doanh nhân và các chị em, biến ước mơ lấy lại tuổi thanh xuân thành hiện thực. Sau khi mà làm thơm mát xong, cái cảm giác đầu tiên thấy là khuôn mặt nhẹ đi rất là nhiều, những cái nếp nhăn ở khóe mắt này, ở miệng này, ở lọng cằm này thì không còn luôn nữa. Mình vừa làm xong nửa mặt bên tay phải này, cái cung chân mày của mình cao hơn này, cái bọng mắt của mình mờ hơn, da mình thì bóng hơn. Và cái đường viền hàm của mình thì rõ hơn. Đây là gương mặt của mình sau khi làm xong thơm mát toàn mặt. Nếp nhăn ở khóe mắt và nọng cằm đã được cải thiện 80-90%, khiến mình trẻ ra mấy tuổi. Căng da gọn mặt xóa nhăn tức thì, gọn nhẹ 090 230 88 để trở thành 10 tuổi như các ngôi sao showbiz.